Ok, xin chào tất cả đã anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming một lần nữa nữa mời. Ngày hôm nay thì sâu hơn khoảng một tuần đánh server mới thì cứ một ngày trận tổng kim sẽ có hai lần bài boss nữa mời. Thì Khải cũng đã gom được khoảng hơn 20 cái, cái gì khoảng đúng 20 cái nữa mời. Ngày hôm nay Khải sẽ làm video đánh lần bài boss cho anh em xem nha. Và video này sẽ boss đặc biệt nha nữa mời. Đó, thì Khải sẽ đánh 20 con, boss đặc biệt sẽ auto ra cái trang sức và trang sức 100% nha nữa mời. Trước khi đánh đợi, Khải đi lấy cái may mắn cho nó đã. Rồi ok anh em ơi, và đây là 20 lần bài boss anh em ơi. Anh em đang xem thì đừng quên để lại một like chia sẻ ở bát 83 này nha anh em ơi. Khải sẽ cố gắng gom nhiều lần bài boss đánh cho anh em xem nha. Ok, thả cho anh em luôn. Dứt à, một lần thả sẽ là khoảng 30 vạn được Khải lấy thêm ít tiền vàng nữa. Khải tắt cái auto gạch chính này, để Khải gì lấy thêm tiền vàng à, này khoảng tầm 600 vạn tất cả. Rồi, nhanh gọn 600 vạn. Rồi, quốc. Ồ, sao auto nó không đánh kìa anh đây. Này có một số lạ. Sao nó đứng hình hết rồi ta. Để tí nè mày, ủa. Rồi ok nè mày, đánh quá thường nó mới đánh mọi người. Vãi chứ. Cái này là con boss mà mình chỉnh auto là đánh boss nó không chịu đánh. Rồi thiên xuống đánh nè. Đánh gần chết Khải sẽ ngừng lại cho Thiên kết thúc nha anh em. Đây, Khải sẽ cho anh em xem sơ qua thì con Thiên thì hôm trước bị xét động sát thì hiện tại anh em gấu đang cầm anh em ơi. Khải không có mượn nên là thôi Khải đỡ Khải mang cái set xanh nha anh em. Hiện tại set xanh của Khải là 6 nè, 4 nè, 5 với lại 6 là set may mắn 21 nha anh em ơi, đạt mốc 21 nha anh em. Tới ngày hôm nay Khải đánh set may mắn thường thử như thế nào nha mọi người. Đó, nếu mà tốt hay không thì Khải sẽ thông báo cho anh em xem. Tại vì hôm trước anh em cũng đợi xem rồi, Khải hay đánh những cái set may mắn 100 á, thì thực sự là đánh nó không có cái cảm giác để mà ra đồ xịn anh em ơi. Ngày hôm nay là lần cũng có thể nói là sau khi không đánh set 100 nữa, và đây là lần đánh đầu tiên vừa đánh với set may mắn xanh nha anh em. Set may mắn xanh, cái này Khải đang trực tiếp nha Vinh Nguyễn Thế ơi. Anh em mới vô đang xem cho một like ủng hộ anh em ơi, ủng hộ mạnh anh em ơi. Hello mọi người mới vô, hello anh em mới vô. Khải là gì? Thái Liêm ít mana nè. Ok. À thằng em cho thêm 2 cái, ok luôn. Để thêm 2 cái là đánh đỡ hết hạng phí này mà. Rồi, dứt luôn. Đây là ra trang sức nha em ơi. Đặc biệt thì ra trang sức nha mọi người. Hãy cho nó ít mana cũng đem đọc mà. Đồng môn không còn mana nữa. Rồi bùa này. Rồi chuẩn bị nhật đô. Chuẩn bị nhật đô, chuẩn bị nhật đô, lượm tiền. Đó, gần chết rồi. Cứ lần Khải sẽ thả 3 con để bói cho anh em xem cái cảm giác nó hồi hộp và đồ đẳng ra như thế nào. Nhật tiền, nhật đô, nhật đô, nhật đô. 3 con sẽ ra cái gì đây? 3 con đã được 5 món. Ok, tiếp tục thả nào mày. Đó, Khải sẽ khèo khèo nó vài phát. Khải sẽ đánh hết một lần có thể nói là gần một rương thì Khải sẽ ngừng lại bỏ đồ cho anh em xem. Anh em đang xem đừng quên để lại một like chia sẻ hỗ trợ anh em ơi. Lâu lắm rồi, cũng hơn 4 tuần gần 1 tháng rồi anh em ạ. Khải mới có dịp làm một clip sang lần bài boss cho anh em xem. Và đây là boss đặc biệt nha anh em ơi. Và boss đặc biệt của chúng ta thì sẽ auto ra trang sức nha anh em. Dây chuyền, ngọc bội và nhẫn nha mọi người. Đó. Đây sẽ mình bán Khải 21, mình bán xanh nha mọi người. Set này thì Khải vẫn đang tranh trên bài của Khải nha anh em. 6 4 là 10 kèm với nhẫn 5 là 15 mà kèm với nhận 6 là 21 nha mọi người. Coi thử như cái set mấy con xanh này nó có đỉnh hơn set động sát 100 mọi hôm Khải làm cho anh em xem không. Thì chúng ta xem ngày hôm nay. Đó, cái tuần 3 con đầu là Khải quân anh quốc tử nè mọi người. Tầm này Khải mới ăn lại á. Thiên Sơn đánh rồi nãy quân cánh quốc tử. Lo nói chuyện quân cánh quốc tử luôn. Không sao, bù lại 3 con này thì sẽ như thế nào đây. Quả đang Khải vừa làm thì đang hạ ạc Vinh Thấn Nguyễn Thế. Khải đang giao cho người anh em cầm giùm. Kim à, nhẫn và ngọc bội. Ba con tiếp theo nè mày. Nhẫn ngọc bội đầm đồ. Và anh kính chúc anh em một ngày xem video vui vẻ nha mày. Và đừng quên kích ngay nút like chia sẻ ủng hộ video Khải chơi nha mọi người. Đó. Đầm đọc thì nó bùa thôi nè. Ô từ từ à, cho nằm đọc nó bùa cái bùa thì bùa kháng banh này, bùa kháng loi bỏ đi thú không nghe đọc. Rồi
Ok, ngừng đam. Đó. Đánh khá là nhanh luôn em ơi. Chắc là đánh vòng 10 phút thôi. Ôi, khôi. Một cái nhẫn. Tiếp tục. À, hai con này hai con kim. Hai con kim mà ra dây chuyền kim này nọ là ok. Dây chuyền kháng. Ui, con này một con. Ui, con này ra nhiều gơ nè em ơi. Rồi, ok, tiếp tục. Anh đi thả tiếp. 1, 2, 3. Anh em đang xem cùng nhau đó là like, chia sẻ, ủng hộ chơi năm ơi. Rồi, gần chết này, ngừng. Có vẻ như con thủ, thủ gần chết, nhắc, nhắc. Nhắc hang, nhắc hang, nhắc hang. Anh hãy lấy cái mặt nạ, mình nằm màng vô cho nó ảo ảo một tí nè. Nhật đồ mang may mắn luôn nè mà. Rồi, nhắc nào. Nhạc nó. Rồi xong con này cái cá thở khả sẽ giữ bối đồ cho anh em xem. Xong này khả sẽ giữ bối đồ cho anh em xem. Thả thêm 3 con. Rồi từ từ xong con này giữ bối nè mày. Thả mấy con quýnh nó chết á. Chắc là lần không kịp á. Nhạc thủy. Ồ, một cái nhẫn thủy. Ok. Rồi trong thời gian về bối đồ khả sẽ thả 3 con như này. Rồi cho đánh đi. Ok bây giờ chúng ta sẽ bối đồ nè mày. Sau một hồi khoảng hơn mười mấy con này. Có thể nói là nửa chặng đường nè mày. Bây giờ chúng ta cùng bối đồ. Dây chuyền sức mạnh, sức lực, sốt 140. Thần pháp kháng độc, sốt sức mạnh, kích độ ráp. Sức mạnh, ráp. Kháng băng ráp. Nhận chón 20. Ôi, kháng hỏa 21. Dây chuyền ráp. Ngọc bội cũng ráp luôn. Ráp luôn. Kháng lô 11, ráp luôn. Sốt luôn. Sốt. 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 Ồ, được cái nhẫn khăn hoa, khăn lô 23. Tưởng 28 mà ngon rác mà. Được, tưởng 28 mà đẹp anh em ơi. Một nhẫn chậm 40 dùng 1, được. Ok. Được vài món có thời đó là tạm ổn anh em ơi. Ba cái đồ sức mạnh này nó. Chung là được mấy món gọi là tương đối. Còn mấy cái đồ gia tẩu khai sẽ bỏ con này. Đỡ cái gì tiện làm gia tẩu anh em ơi. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ ra bói tiếp tục những con tiếp theo. Đây rồi, có con người chết rồi. Nhận đó, sau khi bói xong lên bà con cho tiếp tục. Rồi thẻ tiếp tục này. Đó, đánh 20 con thì khá là nhanh thôi em ơi. Nên là mong những video làm bài bót ngắn gọn như thế này á, anh em luôn luôn đỡ lại cho Khải hơn 150 like. Đỡ làm cái tinh thần động lực đỡ Khải sẽ tiếp tục đánh tiếp tục và bói đồ cho anh em xem. Đó là những con có thể nói là gần cuối cùng rồi. Một loại bói gần một rương em ơi. Nhận 540 dòng 1 thì chắc cũng tầm vài kim anh em ơi, 2-3 kim, tầm này rẻ rồi, không phải mất nhiều xưa 1-2 triệu một cái đâu, 20-30 kim một cái đâu. Có thể nói là nó giảm xuống còn tầm còn có 10% như hồi giá trị ban đầu thì server đầu rồi. Tầm này server cũng lâu rồi, nên là giá trị đồ nó cũng rẻ lại. À, còn một kim như đợt hạ nhật này. Đó, còn con kim. Kèo cho nó một cái. Đánh khá là nhanh. Hay nhận kim là ok. 4 con cuối cùng rồi nè. Một con 20 vạn nè mày. Một con 20 vạn thì lúc nãy thả thả khoảng 22 con thì khoảng tầm 440 vạn thôi. Thả rút 600 là hơi thừa. Rồi, những con cuối cùng sẽ được đồ gì đây? Ô, thiên hết mana. Vãi vậy. Khải đã mua cho nó ít mana nè mày. Thiên này Khải có cái ấn mà lúc này Khải quên mua túi gì tới rồi nó. Đưa nó túi gì tới là được. Cần gì mana, đây. Nó mua nó cái túi từ tới, sớm một xu đi nè mày. Thôi lỡ về nhà rồi mua cho nó thêm 2 bình mana, 3 bình gì đó. Đợi tí khỏi mất công. Còn 3 con, 4 con cuối cùng rồi. Mua cho nó túi gì tới với cái này là được ok. Có cái túi gì tới phục hồi mana nó đánh vô tư luôn nè. Đây, xong đỡ xong cái này rồi bó tiếp tục cái rương này thử như thế nào nè mày. Khoảng 20 con thì khoảng tầm một rương hơn nè mày. Tầm một rương hơn.
Cái túi tớ này nó cánh vào mà. Rồi. Dứt. Nó khèo mái cá nha, úp đam. Đường môn nó khèo vô là lẹ lắm nè. Rồi. Bốn con cuối cùng nhặt đây nữa là về. Anh em đang xem đừng quên cho một like chia sẻ ủng hộ mạnh em ơi. Một like chia sẻ ủng hộ mạnh nha mọi người. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh nha mọi người ơi. Rảnh rỗi này em có thể kích và link TikTok Khải ghi mình dưới á. Ghé một TikTok cho Khải một follow để có thể nghe nhạc và giải trí vlog hàng ngày trên kênh TikTok Khải nha mọi người. Hơn 100 anh em đang xem là nhớ cho một like nha mọi người. Lâu lắm rồi mà có lần bài boss trở lại cho anh em. Tại vì server này nó dở ra lần bài boss em. Hồi trước mà chưa gộp server á, thực sự là muốn kiếm cái lệnh bài boss để đánh cho anh em thực sự là tìm không ra luôn em. Không biết cách nào để tìm ra. Anh Evan thì full Evan 1000 cá chỉ còn 2 đến 3 con à. Thực sự mà gom để mình thiệt nhiều đánh thì hơi khó. Nhưng mà ở server này lại khác mọi người. Sau khi gộp xong á thì cứ mỗi trận tổng kim anh em đánh hàng ngày á thì anh em sẽ nhận được cho mình là 2 cái lệnh bài boss đó. Cứ như vậy thì lệnh bài boss Khải sẽ cố gắng làm mua và thu thập làm đánh cho anh em xem. Đó, ok. Và chúng ta sẽ bó những rương cuối cùng. Chó 20 kháng họ shop. À, kháng hỏa 11 shop. Kháng hỏa 6 shop. Kháng hỏa 15 không có gì. Rác. Rác. Sinh khí rác luôn. Đăng pháp rác luôn. Rác này. Nhận sức lực cao rác luôn. Nhận rác này. Nhận 540 nhận cũ. Nhận cũ. Nhận cũ. Nhận kháng độc sinh lực rác luôn. Dây chuyền kháng hỏa 25 rác luôn. Ngọc hỏa kháng loa rác luôn. Ok. Toàn đa số là không có cái đồ gì đỡ gọi là tương đối cả nè mà. Được 2 món làm chậm nè. Được một nhẫn làm chậm nhưng mà không được đẹp cho lắm. Được sinh lực 29 nè. Này kháng hỏa chón cũng được à. Này không sinh lực buộc. Kháng được cái nhẫn kháng lôi 23. Ngọc bòi 540 cũng rẻ thôi nè mà. Ngọc bòi này rộng 2 cũng rẻ thôi. Ok nè mời. Và nói chung thì sau cái bát này thì chúng ta thu được 2 món làm chậm 40. Cũng không bao nhiêu tiền với nhận cái nhẫn nè mời. Cũng chắc là thu lại được khoảng vài kim thôi, 2 đến 3 kim ba món này thôi em ơi. Đó, ba món này thôi. Rồi, nói chung thì không có gì hơn thì lệnh bài boss tắp bắt 83, chúng ta sẽ tạm dừng tại đây và kết thúc hơn 20 con thì chỉ được nhận 540. Người bò 540, nhận lôi 23 và một nhận chó kháng ngọ 21 nha. Đó. Rồi bây giờ Khải xin phép off video và kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Hẹn anh em vào những buổi tối 7:30 tối hàng ngày gặp lại tiếp tục nha em ơi. Ok, Khải vừa đổi lường môn cho anh em xem đồ. Đấy, cứ nghĩa này, đường môn này xếp đồ Khải vẫn như cũ thôi người. Anh này chưa anh Nguyễn Bình nữa mà. Chuẩn bị sắp tới là Khải anh Nguyễn Bình sẽ lúc 131 thôi. Xếp đồng bang như cũ nữa mà. Rồi. Nón thủ lý 525-20. Đai thủ lý 519-20. Dàn thủ lý 515-40. Nỏ lên tiệc 30-30 hút 6. Áo kháng hỏa 10-40. Dây chiền ngựa kháng cảnh 5. Rồi mặt nạ kháng cảnh 5. Nạ kháng cảnh 5. Rồi trang sức. Trang sức sinh lực 200. Đó. Đó nhà thôi nè. Đây là lượng kháng khả là 75-2, 61, 68, 73, 65. Xếp đồ thì tương đối thôi nè. Và tay còn thủ lấy 13-20. Đó. 4 món thủ lấy. Có 100 làm chậm, không đặt móc được 120, đặt móc được 120 thì nó lại tốt hơn tí nè. Rồi 40 chó. Đó. Khi nào đánh tống kia thì sẽ mang vào tay chó kháng họ vào sẽ được 80 chó nè. Đó. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi đêm ngắn và đừng quên để lại hơn 150 like để Khải tiếp tục lên bát tiếp theo nha mọi người. Ok, và buổi trưa ngày hôm nay thì Khải cũng xin phép tạm dừng tại đây luôn và hẹn anh em vào lúc 7:30 tối hàng ngày nha mọi người. Ok, bye bye mọi người, bye bye.